trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Saigon TV cùng với nhà văn Trần Phong Vũ, ngồi bìa anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận là giải mã cái buổi hội thảo tại Hoa Thịnh Đốn ở Viện Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ giữa hai ông đại sứ Hoa Kỳ và Việt Nam về cái liên hệ song phương sau 20 năm. Đây năm 2015 là kỷ niệm 20 năm mà quan hệ từ 1995 đến nay. Thì thưa anh, trong cái vấn đề này thì hai ông đại sứ có nói là muốn nâng cái quan hệ song phương này lên từ vấn đề song phương lên lĩnh vực vùng tức là Asian và lên lĩnh vực thế giới, tức là có thể trong tương lai là Việt Nam với Hoa Kỳ là cộng tác nhau, thí dụ như cần gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đi tới một nơi nào trên thế giới chẳng hạn, thì coi như hai bên cộng tác vẫn cộng tác với nhau. Nhưng mà nếu mà anh để ý thì trong khi mà cái quan hệ hai bên nó đang đầm mắm thì ông Hun Sen mới vừa hôm một ngày đây thôi, và khi mà ông thấy như vậy thì ông lên tiếng, ông nói rằng là ông cùng với lập trường của Trung Quốc, tức là những cái vấn đề ở Biển Đông là giải quyết giữa hai nước thôi chứ không có dính tới cái Asian. Và chúng ta thấy là năm 2012 thì là Campuchia làm chủ tịch của Asian thì không đưa ra được một cái thông cáo chung bởi vì binh vực cái lập trường của Trung Quốc. Và bây giờ tự nhiên Hun Sen lại lên tiếng là binh vực lập trường của Trung Quốc, là đồng ý là với Trung Quốc là không có cái vấn đề mà đa phương, chỉ là song phương ở trong Biển Đông thì không. Thì theo anh đây có phải là một cái sự ăn khớp hay một sự giật dây nào đó của Trung Quốc để trả đũa cái vấn đề mà đang sắp lại gần giữa Hoa Kỳ với Việt Nam hay không, thưa anh Dũng? Thật ra thì đi ngược trở lại quá khứ, thưa anh, thưa quý khán giả, thật sự ra thì vấn đề của nó rất là rõ. Nếu mà chúng ta đã nắm được tất cả những cái nền tảng, cái căn bản, cái nhìn của chúng ta về một chế độ cộng sản, nhất là với Cộng sản Việt Nam trong cái hoàn cảnh này, thế thì đặt vào trong cái bối cảnh chung của cái vùng Đông Nam Á Châu đó, ở trong cái vùng Biển Đông đó, thì chúng ta thấy rằng là Trung Cộng từ đầu cho đến cuối, cho đến giờ phút này họ vẫn giữ nguyên cái lập trường là đòi hỏi những cái quốc gia nào có liên hệ tới cái chuyện mà tranh chấp ở Biển Đông ấy, thì chỉ nói chuyện với Trung Quốc không mà thôi. Nghĩa là họ chủ trương nói chuyện song phương mà không được đa phương, không được nối kết với bất cứ quốc gia nào. Đó là một cái trò tiểu xảo của Trung Quốc mà nhiều quốc gia ngày nay người ta đã nhìn thấy rồi. Cho nên cái việc mà Campuchia vừa rồi lên tiếng như thế đó, thì tôi nghĩ chắc chắn phải có cái tiểu di của bên Bắc Kinh. Bởi vì cái anh nên để ý hai cái sự kiện mới nhất, cái sự kiện là Hoa Kỳ đó, thì đã một cái ông chỉ huy trưởng của hạm đội 7 trong những ngày vừa qua đã có dịp lên tiếng với lại những quốc gia Đông Nam Á, quốc gia ở trong cái khối ASEAN, rằng ông ấy đề nghị, ông ấy gợi ý rằng là nên có một cái liên minh của các quốc gia đó để mà kiểm soát, để mà đi ra ngoài tuần tiễu ở vùng Biển Đông để mà theo dõi tình hình. Thì lập tức Bắc Kinh lên tiếng ngay. Bắc Kinh lên tiếng cái chuyện đó là một, với lại cái thứ hai là bốn cái vị thượng nghị sĩ đã lên tiếng và gửi thư cho Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mà đặt vấn đề phải nhìn vấn đề Biển Đông một cách toàn diện, trên một cái mức độ cao hơn, chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà lên tiếng nhỏ nhặt mà thôi. Thì lập tức Bắc Kinh đã dùng những cái tiếng rất thô lậu để mà nói rằng là Hoa Kỳ xúi bậy. Nhưng mà muốn hỏi anh Vũ là liệu là cái Asian có hữu hiệu để mà cái ngăn chặn Trung Quốc không? Cái chuyện có hữu hiệu hay không đó, nó đặt ra nhiều vấn đề, là bởi vì một cái khối rất là yếu và một cái khối phải nói thiệt ra thì có nhiều quốc gia thì muốn ngồi đó nhìn mà thôi, bởi vì chúng ta để ý chỉ có 1, 3, 4, 5
quốc gia là có những quyền lợi ở ở ở ở Biển Đông, thí dụ như Phi Nhật Tân, thí dụ như Việt Nam, Brunei rồi thì Đài Loan, còn những quốc gia khác ấy thì họ đóng vai trò bằng quan tọa thị để mà ngư ông đắc lợi. Nói chung ra thì toàn là tính cái chuyện vị kỷ mà thôi, cho nên cái thực tế không chắc có không, nhưng mà khi có một cái sự vận động, nhất là Hoa Kỳ, anh để ý cái lời tuyên bố của cái ông chỉ huy trưởng hạm đội 7 là ông còn nói rằng là nếu quý vị làm chuyện này thì chúng tôi sẵn sàng lúc nào cũng yểm trợ quý vị. Đấy là những cái chuyện nó quan trọng, cho nên là cho nên Bắc Kinh mới phải hô hoán lên. Nếu mà nó là cái chuyện hoàn toàn vô dụng thì chắc Bắc Kinh cũng không lên tiếng làm gì thôi anh. Dạ vâng, muốn hỏi anh Kim là theo tin tức được biết là trong tháng 4, khoảng từ 20 tới 24 tây tháng 4 là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ đi qua Trung Quốc. Ông khi đi qua Trung Quốc xong thì qua cuối tháng 5 thì ông sẽ đi qua Hoa Kỳ. Có nghĩa là phải đi Trung Quốc trước chứ không thể đi Hoa Kỳ trước. Thì tháng 4 đi Trung Quốc thì tháng 5 đi Hoa Kỳ. Thì trong cái vấn đề mà ông Tổng Bí thư của một đảng, đảng cầm quyền mà đi như vậy, thì theo anh cái ý nghĩa chính trị này có phải là toàn đảng Cộng sản, tức là cái bộ chính trị chứ không phải là một phe nhóm nữa, là đang thay đổi chính sách của Việt Nam đối với Hoa Kỳ hay không ạ? Nó có một vấn đề mà tôi muốn trả lời thêm một tí nữa cái câu hỏi đầu trước của cái tuần trước ấy. Anh nói là có phải là Trung Quốc nghe lệnh của Campuchia đã nghe lệnh của Trung Quốc để mà quậy trong khi mà Việt Nam nghĩa là với lại Hoa Kỳ sắp xít ở gần nhau, thì tôi nghĩ cái đó chỉ là một phần thôi. Nếu đổ hẳn hoàn toàn cho Trung Quốc thì cũng tội với Trung Quốc. Lý do thế này, bởi vì thứ nhất ấy, các quốc gia ở Đông Nam của ASEAN ấy, thì thường hoàn toàn không đoàn kết với nhau, không thống nhất hoàn toàn, mỗi một người nghĩa là gọi là mình gọi là đồng sàng di mộng. Nhưng mà anh Campos ấy, anh cũng thấy rõ ràng là nếu mà Việt Nam đi với Mỹ được hoàn toàn đó, rồi phát triển nhanh đó, thì Campos cũng bị đép vế, thành ra gặp dịp đó, là Campos thọc gậy bánh xe để làm thế nào mà Việt Nam không đi được với Mỹ càng Anh nhiều nghĩ càng là tốt. Hun Sen dám làm cái chuyện thọc gậy bánh Không, xe thưa không anh, có lợi lộc, bởi vì Hun Sen là do Cộng thưa anh, sản Việt Nam dựng lên dạ, ạ. thưa anh, mình cứ nói là dựng lên ấy, rồi cuối cùng người ta không có tinh thần yêu nước của người ta cũng có chứ, chứ không phải không có. Nhưng mà đây là cái dịp mà để làm sao nó chậm lại cái sự liên lạc liên hệ giữa Việt Nam và Mỹ càng lâu càng tốt. Bên cạnh đó, thì có thể dựa vào cái sức mạnh của Trung Quốc hà hơi tiếp xúc đằng sau mà Hun Sen mới làm cái điều đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải hoàn toàn chúng ta tin tưởng điều đó, chứ không phải hoàn toàn đổ đổ thừa là anh Trung Quốc anh muốn thổi bắt ai làm cái gì lạ là những quốc gia đó phải nghe đâu. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ cái câu hỏi thứ thứ hai mà anh muốn muốn hỏi tôi đó, là bây giờ khi mà Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ đó thì có phải là toàn đảng không? Tôi nghĩ rằng từ trước đến nay đó, đảng nhân danh đảng chưa có một chủ tịch đảng của Cộng sản Việt Nam sang Mỹ. Bây giờ sang Mỹ tất nhiên là cái thế của Hoa Kỳ bắt đầu mạnh ở Việt Nam rồi, cho nên đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu có thể chuyển hướng. Mà khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển hướng là vì sao vậy? Bởi vì cái cách của Mỹ làm sao cho cái chính phủ nó mạnh lên và đảng yếu đi, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đi sang Mỹ là đi đi tiếp tiếp xúc với Mỹ, còn sau chính phủ nữa. Tuy nhiên là cái thế của Đảng Cộng sản Việt Nam so với chính phủ của Cộng sản Việt Nam đối với Mỹ thì bắt đầu yếu đi rồi. Nhưng mà trước khi đi sang Mỹ đó thì phải sang gọi là phải phải chầu Trung Quốc đã, để xem là Trung Quốc nói cái gì, và nếu mà Trung Quốc có cái gì mà nguy hiểm khó khăn quá đó thì lúc đó sang Mỹ để mà làm gì anh biết không? Giống như là Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ để chữa bệnh, về để nhỡ vào bây giờ bên sang bên Trung Quốc mà thổi sinh tử phù thì còn có Mỹ giúp Dạ, được một tí. dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn anh Kim. Anh Vũ nghĩ như thế nào vừa rồi hôm ngày 24, 25 tây thì ông Nguyễn Chí Vịnh ông dẫn một cái phái đoàn quân sự đi hùng hậu tương đối đi qua Hoa Kỳ mà đi một cách kín đáo, thành ra đi xong chúng ta mới biết, cũng giống như ông Phạm Quang Nghị là đi qua đó là hồi cuối tháng 7 năm rồi là đi qua xong chúng ta mới biết, và rõ ràng là có những cái chuyến đi mà rất là dồn dập. Thì ông Phạm Quang Nghị đi rồi chúng ta thấy rằng
ông Trần Đại Quang mới vừa đi. À, rồi ông Trần Đại Quang đi thì gặp một cái nhân vật mà anh phải để ý là ông Tom Blinken. Ông Tom Blinken tức là ông là thứ trưởng đặc trách châu Á Thái Bình Dương, đặc trách ở Đông Á Thái Bình Dương. Nhưng cái chỗ này mới là chỗ quan trọng. Ông ta là một người đứng ở trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia. Cái Bộ Ngoại giao không có thực quyền, mà cái thực quyền là cái Hội đồng An ninh Quốc gia. Và ông Trần Đại Quang ông đã họp kín với Tony Blinken, và ông Nguyễn Chí Vịnh này qua cũng gặp ông Tony Blinken. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận sau cái chương trình thông tin thương mại. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.